Hello anh em, MeGame tôi đã quay trở lại rồi đây. Thông thường trong thời gian rảnh thì anh em làm gì? Bản thân tôi mỗi lúc rảnh thì tôi lại ngồi xem vlog trên mạng anh em ạ. Tôi cũng muốn làm một cái vlog của riêng MeGame để gửi tặng anh em lắm. Cơ mà vì kênh tôi làm về game mà, nên thôi, hôm nay tạm quên cái vlog 2 triệu sub của tôi đi nhá. Tôi sẽ làm về V4 trong Blox Fruit cho anh em xem. Từ lúc được đưa vào game thì tộc V4 đã trở thành một thế lực thay đổi cán cân về sức mạnh của trong game ngay lập tức, khiến cho người người nhà nhà đều thi nhau làm nhiệm vụ thức tỉnh tộc V4. Trải qua một thời gian dài thì tộc V4 vẫn đang đứng trên đỉnh xã hội của Blox Fruit. Nó đang là đích đến cuối cùng của gần như mọi game thủ tham gia vào tựa game này. Tuy nhiên nội bộ của tộc V4 cũng không hẳn là cân bằng, vì toàn bộ tộc V4 vẫn luôn có sự phân hóa sức mạnh riêng. Dù là tộc V4 nhưng cũng có V4 Tis và V4 Tat. Hôm nay, với kinh nghiệm 20 năm thức tỉnh tộc V4, tôi sẽ đi phân tích cho anh em biết đâu là tộc V4 bá đạo nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi biết nhiều anh em sẽ nói là tộc Human, nhưng đừng phán xét vội, hãy cùng tôi đi hết chiếc video này đã. Kết quả sẽ khiến anh em bất ngờ đấy. Nhưng trước khi đến với nội dung chính thì anh em giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ vlog bằng cách ấn đăng ký cho tôi lên 2 triệu sub càng sớm càng tốt nha. Chứ sau video V4 thì tôi không biết làm cái V nào nữa đâu anh em ơi. Cho tôi lên 2 triệu sub sớm để vlog MeGame được xuất xưởng nào. Khi sở hữu tộc V4 thì những khả năng của tộc V1 đến V3 vẫn được thừa hưởng, nên để phân tích công bằng nhất cho từng tộc thì tôi tính luôn sức mạnh của tộc V1 đến V3 nha anh em. Tộc đầu tiên trong video ngày hôm nay là tộc Thỏ, tộc được nhiều người tin rằng là tộc yếu nhất trong tất cả 6 hệ tộc của Blox Fruit. Đúng là những gì tộc Thỏ đem lại thì có quá nhiều lý do khiến cho nó bị đánh giá thấp như vậy. Thứ mà tộc Thỏ cung cấp chỉ toàn tập trung vào khả năng cơ động, chứ không trực tiếp tăng sức mạnh công kích cho người sở hữu hệ tộc này. Ở trạng thái V1, tộc Thỏ có lẽ là một trong những tộc được yêu thích nhất vì nó cung cấp cho người sử dụng tốc độ gấp 1,5 lần bình thường. Việc này sẽ giúp cho người sở hữu tộc Thỏ có tốc độ kề cuốc nhỉnh hơn so với các tộc khác. Thực chất từ khi còn ở trạng thái V1 thì đa phần người chơi sẽ chỉ có một công việc duy nhất là luyện cấp, nên việc gia tăng tốc độ là điều vô cùng hữu ích. Cho đến khi lên V3 thì mọi thứ mà tộc Thỏ cung cấp vẫn hữu ích vô cùng với đại đa số anh em game thủ. Vì chỉ tăng khả năng cơ động nên người dùng tộc Thỏ chỉ cần tập trung vào những trá quỷ có khả năng dọn quái và luyện cấp tốt như Magma hay Buddha. Dù tác dụng mỗi lúc một giảm nhưng đến V3 thì tộc Thỏ vẫn rất ổn, vì ở thời điểm còn tộc V3 thì cũng là lúc mà người chơi mới hoàn thành xong việc cày cuốc và bắt đầu tập tành PvP. Việc buff tốc độ mạnh sẽ đem lại cho người chơi một lợi thế rất lớn trong các trận chiến căng não. Các kỹ năng Agility của tộc Thỏ V3 tuy không trực tiếp gia tăng sức mạnh công kích cho người dùng, nhưng với 6,5 giây buff tốc thì vẫn quá đủ để cho tộc Thỏ né đòn dồn sát thương của đối thủ và sau đó phản công lại. Tuy nhiên khi thức tỉnh đến V4 thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Dù ở tộc Thỏ V4 thì người chơi cơ động hơn rất nhiều, lại còn có thể tạo ra những cơn lốc xoáy sau mỗi lần lướt, nhưng nhiều đây vẫn chưa thể đủ so sánh với những tộc khác. Sức chiến đấu của tộc Thỏ V4 thực sự không vượt trội bằng những hệ tộc còn lại. Tộc Thỏ muốn phát huy toàn bộ khả năng thì người dùng phải sử dụng những trái ác quỷ, những cây vũ khí phù hợp, tức là tộc Thỏ phụ thuộc rất nhiều vào những thứ khác để trở nên mạnh mẽ. Khá may mắn khi tốc độ tăng thêm từ tộc Thỏ hoàn toàn được cộng dồn với buff tăng tốc từ trái báo đốm hay nón phi công, nên nếu anh em dùng tộc Thỏ kết hợp với trái báo đốm và nón phi công thì anh em đúng nghĩa là một tia chớp vàng trong lòng Blox Fruit luôn. Việc kết hợp với trái báo đốm cũng khỏa lấp đi phần nào đấy sức mạnh công kích có phần hụt hơi của tộc Thỏ, nên đây thực sự là một màn kết hợp rất tốt và đáng thử anh em ạ. Nói chung, cái nhận định tộc Thỏ V4 yếu là không sai nhưng nó chưa chính xác hoàn toàn. Tộc Thỏ V4 chỉ yếu về mặt tấn công thôi, nhưng về mặt bổ trợ thì tộc Thỏ V4 thực sự là vượt trội hoàn toàn so với nhiều hệ tộc còn lại. Cũng giống như nhiều tựa game nhập vai khác, sẽ luôn có vị trí chống chịu, sát thủ, tấn công, chủ lực và hỗ trợ. Tộc Thỏ trong Blox Fruit được coi là vị trí hỗ trợ kiểm sát thủ đấy anh em ạ. Tộc tiếp theo trong video ngày hôm nay là tộc Thiên Thần V4, được đánh giá là đứng nhất về độ đẹp ở trong game. Trái ngược lại với tộc Thỏ, tộc Thiên Thần gần như rất ít tác dụng ở trạng thái V1 và V2, vì khi ở hai trạng thái này, tộc Thiên Thần chỉ cung cấp cho người sở hữu khả năng cơ động ở trên không mà thôi. Với cái tác dụng ở trên thì gần như anh em sẽ sở hữu tộc Thiên Thần từ lúc mới tạo ạc sẽ cảm thấy khá phế vật, vì nhảy cao hơn hay nhảy nhiều hơn cũng chẳng giúp anh em cày cấp nhanh hơn. Thậm chí cái kỹ năng Air Jump, anh em hoàn toàn có thể mua nó ở vùng biển đầu tiên. Nên ngoài cặp cánh bé xíu ra thì tộc Thiên Thần ở thời điểm này không có quá nhiều tác dụng. Nhưng khi anh em vượt qua được giai đoạn đầu khốn khó và đến được trạng thái V3 thì tương lai của tộc Thiên Thần bắt đầu sáng sủa hơn khá nhiều. Kỹ năng Heavenly Blood được thực sự rất hữu dụng cho cả việc cày cuốc lẫn PvP ở giai đoạn giữa game. Khả năng hồi phục của tộc Thiên Thần V3 thực sự rất tốt, khiến cho người sở hữu tộc này khá khó để bị sốc sát thương. Cộng thêm khả năng không chiến tốt thì tộc Thiên Thần rất mạnh, và những trái ác quỷ có kỹ năng tầm xa như Dragon hay Mochi. Có thể nói ở trạng thái V3 thì tộc Thiên Thần là một trong những tộc gây khó chịu bậc nhất trong game nếu biết cách sử dụng. Rất khó để có thể bắt được mấy thanh niên mọc cánh xong xả chiêu từ trên không anh em ạ. Khi lên được V4 thì tộc Thiên Thần còn ác mộng hơn nữa. Dù anh em lựa chọn thức tỉnh theo hướng nào thì tộc Thiên Thần V4 vẫn cực kỳ mạnh trong các trận PvP. Nếu theo nhánh Prince of the Skies thì sẽ là phiên bản nâng cấp của V3 với khả năng không chiến còn kinh khủng hơn trước. Sở hữu bộ chỉ số cao vượt trội cùng kỹ năng bay lượn gần như là vĩnh viễn thì sự khó chịu của tộc Thiên Thần V4 sẽ đạt đến đỉnh điểm.
Vì mạnh về không chiến, nên tộc thiên thần V4 theo hướng bay lượn là khắc tinh của rất nhiều tộc khác trong game, điển hình là tộc quỷ hay tộc người máy. Còn nếu anh em nâng theo nhánh King's Rule thì tộc thiên thần V4 sẽ biến anh em thành một cỗ máy chiến đấu siêu điên cuồng. Khi này, lớp aura mà tộc thiên thần V4 tỏa ra sẽ khiến cho đối thủ không thể nào áp sát được, bắt buộc đối thủ chỉ có thể spam chiêu từ xa. Có thể nói tộc thiên thần V4 có khả năng sinh tồn rất mạnh, phù hợp với những trận chiến dài hơi. Với cái xu hướng người người nhà nhà đều muốn chơi theo phong cách dồn sát thương đến chết thì tộc thiên thần V4 đúng là khắc tinh của meta game. Kết hợp thêm song kiếm nguyên rủa và trái mochi thì khả năng PVP của tộc thiên thần V4 sẽ cực kỳ lợi hại dù theo thiên hướng nào đi chăng nữa. Nên về khả năng chiến đấu thì tộc thiên thần V4 mạnh hơn so với tộc thỏ V4. Đã có thiên thần thì chắc chắn không thể thiếu ác quỷ. Đây là một trong những tộc được nhiều người dùng nhất trong game bởi khả năng mạnh sớm của tộc này. Khác với đại đa số tộc trong game thì tộc ác quỷ chỉ có thể mở được khi anh em chạm ngưỡng cấp độ 1000, chứng tỏ đây là một tộc rất mạnh. Minh chứng là ngay từ trạng thái V1 thì tộc quỷ đã vượt trội hoàn toàn so với những tộc khác bởi khả năng hồi phục rất dì và này nọ. Khi vào ban đêm thì tộc nhân nhà quỷ còn được tăng tốc độ chạy, khiến cho tộc quỷ vừa cơ động vừa mạnh mẽ trong các cuộc chiến. Về đêm thì tốc độ kế quốc của ác quỷ vô cùng vượt trội. Lên đến V2 thì sức mạnh của tộc quỷ càng kinh khủng hơn khi ở trạng thái này. Những đòn đánh thường từ các thế võ của tộc quỷ sẽ gây ra hiệu ứng hút máu, giúp cho tộc quỷ có khả năng sinh tồn thuộc dạng đỉnh nhất của game. Đặc biệt, khi kết hợp với trái Buddha thì gần như tộc quỷ không bao giờ gặp trường hợp bị quái đánh cho sấp mặt, đẩy mạnh tốc độ kề cuốc. Ở trạng thái V3 thì tộc quỷ có lẽ là tộc có kỹ năng bấp vượt trội nhất so với mặt bằng chung rồi. Thời gian duy trì bấp dài nhất so với độ dài 8 giây, cộng thêm việc bấp chỉ số khá nhiều cùng với khả năng sử dụng chiêu thức nhanh hơn những tộc khác. Với trường ấy khả năng, thì trước khi có tộc V4, ác quỷ có lẽ chính là tộc đáng gờm nhất rồi. Điểm yếu duy nhất của tộc quỷ có lẽ là nó chỉ thực sự mạnh vào ban đêm và ít tương tác với trái ác quỷ cũng như vũ khí, vì cái Life Leech chỉ có tác dụng với các đòn võ mà thôi. Nhưng khi lên V4 thì cái điểm yếu trên coi như bị loại bỏ hoàn toàn bởi hai nhánh của tộc ác quỷ V4. Ở nhánh Blood Siphon thì mọi đòn tấn công của anh em sẽ được thêm hiệu ứng Life Leech. Nhờ vậy mà tộc ác quỷ V4 có thể tương tác và kết hợp tốt với mọi loại trái ác quỷ và vũ khí mà không còn bị lệ thuộc vào Buddha. Còn bên nhánh Domain Expansion thì tộc ác quỷ V4 sẽ được loại bỏ điểm yếu không buff tốc độ vào ban ngày, biến người sở hữu tộc V4 thành một con ác quỷ cận chiến đúng nghĩa đen luôn. Dù ngày hay đêm thì tộc ác quỷ V4 cũng sẽ cân được tất. Vùng aura mà tộc quỷ V4 sẽ tạo ra khiến cho kẻ địch không thể hồi phục cùng với khả năng gây mù. Đây là hai hiệu ứng cực kỳ khó chịu khi PvP. Nếu tộc thiên thần V4 khắc chế tộc quỷ V4 bằng cách spam chiêu từ xa, thì tộc quỷ V4 sẽ bóp nát tộc thiên thần V4 bởi khả năng khóa hồi phục này, nên khi đối đầu với những người sở hữu tộc quỷ V4 thì cách tốt nhất là giữ khoảng cách. Vì khả năng cận chiến quá mạnh nên khi dùng tộc quỷ V4 thì anh em nên dùng thêm những trái ác quỷ có khả năng khống chế và tiếp cận mục tiêu nhanh như Control hay Mochi. Vũ khí thì cứ song kiếm tai ương mà chơi, vì cây kiếm này gần như phù hợp với mọi kèo. Với toàn bộ những trang bị trên thì tộc quỷ V4 thực sự rất bá đạo, nên xét về khả năng chiến đấu, tôi đánh giá tộc quỷ V4 nhỉnh hơn một chút so với thiên thần V4. Kế tiếp là tộc người máy. Đây có lẽ là hệ tộc đặc biệt nhất trong cả 6 hệ tộc xuất hiện trong game. Vì tộc này chẳng có bất cứ tác dụng nào khi ở trạng thái V1 ngoài cái mặt nạ có tính năng trang trí trên mặt người sở hữu. Khi nâng đến V2 thì tộc người máy mới bắt đầu có tác dụng. Ở trạng thái V2, người máy tăng 10% phòng thủ trước các đòn đánh tay, kiếm và súng, cùng với đó chuyển hóa 15% sát thương nhận vào thành năng lượng. Với nội tại trên thì người máy khá là trâu so với những tộc khác. Nếu kết hợp cùng với trái Phoenix thì gần như người máy sẽ bất tử. Khả năng chuyển hóa sát thương thành năng lượng là vô cùng hữu ích khi sử dụng trái Phoenix. Với bộ combo trên thì gần như tộc người máy rất dễ để chơi game, thoải mái cày cuốc cũng như PvP mà không lo sợ bị hạ gục trừ khi bị đối thủ ao trình thôi. Lên đến V3 thì khả năng phòng thủ của tộc người máy còn được nâng lên một tầm cao mới với kỹ năng Energy Core. Dù Energy Core chỉ duy trì được 6,5 giây, nhưng nhiều đó cũng quá đủ để giúp cho người máy V3 có lợi thế trước đối thủ. Không những tăng khả năng phòng thủ, Energy Core còn giúp cho tộc người máy phá được Haki quan sát của đối thủ, cùng với khả năng gây sát thương theo thời gian nếu cận chiến. Buộc đối thủ phải cấu rỉa tộc người máy từ xa, nhưng cấu rỉa từ xa thì chẳng nhằm nho gì với tộc người máy đâu. Những đòn trưởng từ xa giống như mỗi đốt inox với người máy mà thôi. Ở trạng thái V3 thì tộc người máy đã vô cùng khó chịu rồi, đến khi lên V4 thì tộc này còn ác mộng hơn rất nhiều, với khả năng phá Haki quan sát và gây sát thương theo thời gian vô cùng khó chịu. Điểm yếu của tộc người máy thời còn V3 là kém khả năng cơ động, nhưng khi lên V4 thì điểm yếu này đã phần nào đó bị xóa bỏ khi tộc người máy giờ đây có một kỹ năng Super Jump, giúp cho tộc người máy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận đối thủ. Điểm mạnh của tộc người máy là cận chiến, nên việc áp sát và đấu tay đôi với người máy là chuyện cực kỳ khó bởi khả năng quấy rối của người máy là rất mạnh khi cận chiến. Nếu người máy V4 kết hợp với trái Shadow hay trái Venom thì khả năng gây sát thương DPS được bổ trợ rất nhiều. Xét về cận chiến thì tộc người máy và tộc ác quỷ cũng 1-9-1-10 với nhau, nhưng tôi nghĩ tộc người máy có phần nào đó lợi thế hơn một chút bởi khả năng phá Haki và gây sát thương theo thời gian cực kỳ khó chịu. Ngoài ra, tộc người máy còn có thể chơi theo kiểu hit and run, khiến cho cách khắc chế tộc người máy khá là khó. Chung quy lại thì tộc người máy theo tôi đánh giá nhỉnh hơn so với những tộc trên về khả năng chiến đấu nha.
tiếp đến là tộc cá. Đây có lẽ là tộc được ưa chuộng nhất trong game ở thời điểm hiện tại vì độ hữu dụng của nó. Một trong những đặc điểm khiến tộc cá được nhiều người tin dùng là khả năng miễn nhiễm sát thương của nước. Như vậy mà tộc cá có thể chinh chiến ở bất cứ mặt trận nào trong game, dù là trên bờ hay trên biển. Ở trạng thái V1 thì tộc người cá không có gì quá đặc biệt, chỉ là giảm sát thương khi ở dưới nước thôi, nên không có nhiều tác dụng mấy. Đến V2 thì tộc người cá mới bắt đầu hữu ích. Với việc loại bỏ sát thương cho người dùng trẻ ác quỷ khi ở dưới nước, thì tộc người cá rất phù hợp cho mọi giai đoạn của game, đặc biệt là dành cho dân cày vua biển. Tuy nhiên thì tộc V3 mới là lúc khiến cho tộc cá có tiếng nói, khi kỹ năng Water Body sau khi kích hoạt sẽ giảm tới 80% sát thương mà tộc cá nhận phải. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp anh em ạ. Nếu mà kết hợp với trái Buddha, Dragon hay Phoenix thì gần như tộc cá V3 sẽ không nhận sát thương khi kích hoạt Water Body anh em ạ. Kiểu như anh em sẽ nhận được một cái kỹ năng bất tử trong 6,5 giây thì nó là một kỹ năng khá lỗi trong game. Đó là lý do vì sao không nên chủ động tấn công tộc cá trước mỗi khi đối đầu, trừ khi anh em có thể combo khống chế và one shot được tộc cá, chứ để tộc cá bật được Water Body thì mệt lắm. Hãy cố gắng đợi tộc cá dùng hết chiêu xong mới bay vào bem để tránh việc bị lật kèo bất ngờ anh em nhé. Khi lên đến V4 thì tộc cá mới thực sự lỗi khi Water Body của V3 mà kết hợp với khiên nước ở V4 thì gần như chẳng có bất cứ gì xuyên thủng được tộc cá. Cái duy nhất là hãy đợi cái lớp khiên ấy biến mất rồi đánh, chứ đừng dại dột gì mà solo với tộc cá V4 khi họ còn đủ chiêu thức anh em ạ. Nhờ vào khả năng châu bò này mà tộc cá rất dễ để kết hợp với nhiều loại trái ác quỷ và vũ khí. Anh em cứ tưởng tượng một thanh niên bật tộc cá V4 và lao vào bem anh em với trái Mochi V2 cùng Spiky Trident mà xem đỡ thế vẹo nào được ngoài việc bảy trọ, hay là việc kết hợp giữa tộc cá V4 và trái báo đốm. Lúc này thì điểm yếu thủy chiến của trái báo đốm bị triệt tiêu hoàn toàn, và sức mạnh công kích hủy diệt của báo đốm cộng với khả năng phòng thủ tuyệt đối của cá V4 sẽ biến anh em thành một con quái vật thực sự trên mọi chiến trường. Mà nếu đối thủ quyết định bỏ chạy thì tộc cá V4 cũng có nội tại Whirlpool để làm chậm khả năng di chuyển của đối phương, nên việc trốn thoát khỏi tộc cá V4 là không hề đơn giản. Thực sự ở thời điểm hiện tại tộc cá đang quá bá đạo anh em ạ. Rất khó để có thể khắc chế được tộc cá V4. Điểm yếu duy nhất mà tôi nhận thấy ở tộc cá là khả năng cơ động, cơ mà cái này sẽ được bù đắp bởi sức mạnh của trái ác quỷ và vũ khí, nên tộc cá V4 đang quá toàn diện bởi công thủ đều mạnh. Vừa mạnh ở khoản PvE lẫn cả PvP, tộc cá đang là lựa chọn tốt bậc nhất cho nhiều anh em game thủ Bloodsfruit, nên anh em nào muốn game dễ hơn thì qua tộc cá chơi nha. Cuối cùng là tộc Human, tộc được nhiều người đánh giá đang là mạnh nhất ở trong game. Tôi cũng phần nào đấy có chung quan điểm về sức mạnh của tộc này. Cơ mà tộc Human không phải là tộc dễ sử dụng nên sức mạnh của nó còn phụ thuộc vào rất nhiều người chơi. Ở trạng thái V1 thì tộc Human không có tác dụng gì cả. Ngay cả ngoại hình của tộc Human cũng không có gì thay đổi hay đặc biệt so với những tộc khác. Lên đến V2 thì bắt đầu sức mạnh của tộc Human mới được lộ diện. Những cái buff của tộc Human V2 mới là những cái buff trực tiếp và khả năng chiến đấu của Human, giúp cho tộc Human cơ động hơn khá nhiều trong các trận đấu. Đến ngưỡng V3 thì khả năng chiến đấu của Human mới được tăng cao một cách vượt bậc khi chiêu thức Last Resort được kích hoạt. Với Last Resort thì khả năng lật kèo của Human là rất cao khi lượng sát thương được cộng thêm là vô cùng nhiều. Có thể nói trong tất cả các tộc V3 thì tộc Human chính là tộc được buff sát thương nhiều nhất. Kết hợp với khả năng bay nhảy nhiều thì tộc Human phù hợp với gần như mọi trái ác quỷ trong meta game. Cơ mà điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của Human V3, khi cái Last Resort rất dễ gặp rủi ro trong PvP. Để phát huy được sức mạnh của Last Resort thì người dùng Human phải để ngưỡng máu của bản thân thấp hơn 50%. Điều đó sẽ khiến tộc Human khá dễ bị kết liễu. Khi lên đến V4 thì khả năng buff của Human còn kinh khủng hơn nữa. Human V4 chính là tộc sở hữu sát thương mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Khi kích hoạt tộc V4 thì Human dùng bất cứ vũ khí gì, môn võ gì hay trái ác quỷ gì thì nó vẫn mạnh vãi trưởng. Còn nếu theo hướng Cycle thì tộc Human có độ cơ động chẳng thua gì so với tộc thỏ. Cộng với sát thương cao sẵn từ tộc Human thì hướng đi này sẽ an toàn hơn cho người dùng vì nó đa dụng và dùng được trong nhiều tình huống. Phải đồng ý ở thời điểm hiện tại thì Human V4 đang quá vượt trội ở khoản gây sát thương, nhưng đây là tộc đóng vai trò bổ trợ lớn cho những thứ khác nên về cơ bản, sức mạnh của Human V4 phụ thuộc vào kỹ năng người chơi là chính. Human V4 cùng trái Buddha và song kiếm có lẽ là combo dễ dùng nhất, vì việc mà anh em cần làm là hóa Phật tích nộ bật tộc V4 và chém hết tất cả mọi kẻ thù trước mặt. Khó hơn thì tộc Human V4 có thể kết hợp với Mochi V2. Có lẽ đây là combo mạnh gần như bậc nhất ở thời điểm hiện tại vì khả năng dồn sát thương của Mochi V2 quá phù hợp với bắp sát thương của Human V4. Tóm lại, tộc Human V4 đúng là có sát thương cao nhất nhưng để nói là bá nhất thì chưa chắc. Vì tộc cá V4 với độ trâu bò sẵn có vẫn là một cái gì đó rất khó chịu với Human. Nên tôi sẽ đánh giá Human V4 ngang cơ với cá V4. Kèo này thuộc dạng kèo kỹ năng cá nhân. Bên nào nắm bắt tình thế tốt hơn thì sẽ chiến thắng. Ok, ở trên chính là toàn bộ nhận định của tôi về tương quan sức mạnh giữa các tộc V4. Thật sự mà nói thì tộc nào cũng có điểm mạnh riêng hết. Anh em hoàn toàn có thể dùng tộc thỏ V4 để vặt đầu những thanh niên Human V4 nếu như đủ trình độ, nên cái xếp hạng trên nó cũng chỉ để cho vui thôi. Dù có là một Human mạnh mẽ hay cá kiên cường mà không biết cách dùng, không thể tận dụng thì cũng chỉ là phế nhân thôi đúng không anh em? Minh chứng là bản thân tôi đây, dù dùng Human V4 nhưng vẫn ngậm hành như thường khi gặp những tộc khác anh em ạ. Còn anh em đang dùng tộc gì hãy bình luận phía dưới cho tôi biết nhá. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Heaven có hỏi Timmy Game thích ăn gì? Team tôi mỗi người một kiểu, nói ra nhiều lắm mà nói ra được rồi có được tặng đồ ăn không? Được tặng hết thì tôi mới tiết lộ.
Bạn Anh Lê Hoàng Hồng bình luận Luffy thì tôi cũng tiết lộ luôn cho anh em biết tạo hình trong Roblox của tôi là Luffy nhá. Nếu có ai gặp thì nương tay giúp tôi. Hôm nay đến đây thôi anh em nhá. Giờ vào hè rồi nên tôi sẽ lên video vào một trong hai khung giờ là 11 giờ hoặc 18 giờ các ngày thứ hai từ 6 trong tuần. Anh em theo dõi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác từ Mi Game nhé. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.